Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay thì là video thứ 3 trong series Leather Talk, một chuỗi các video mà mình sẽ chỉ chuyên tập trung bàn về các loại da, các loại chất liệu mà rất là nổi bật, đặc trưng của một vài những thương hiệu nổi tiếng. Và nhìn vào hai chiếc túi ngày hôm nay thì mọi người chắc cũng đoán được thương hiệu mình muốn nói đến là thương hiệu nào đúng không? Đó chính là Hermes. Và hai loại da mình muốn nhắc đến trong video này thì là da Clemons và da Togo. Nếu mọi người tò mò muốn biết những cái điểm giống nhau và khác nhau giữa hai loại da này thì hãy cùng xem tiếp video nhé. Chắc hẳn mọi người cũng biết là Hermes là một trong những cái thương hiệu mà đứng hàng đầu trong một loạt các cái thương hiệu cao cấp, được rất là nhiều người biết đến, được rất là nhiều người săn đón, mặc dù là giá thành thì cũng không hề rẻ một chút nào cả. Lý do là bởi vì những cái món đồ, những cái sản phẩm của thương hiệu Hermes thì được đánh giá rất là cao về chất lượng. Điều đấy có nghĩa là bản thân các cái chất liệu mà họ lựa chọn, các cái loại da mà họ lựa chọn thì đã rất là đỉnh rồi đúng không? Clemons và Togo cùng với Epsom cũng thế, là một trong những cái loại da mà được vô cùng ưa chuộng và được rất là nhiều người biết đến của cái thương hiệu này. Đầu tiên thì mình sẽ cùng tìm hiểu những cái điểm giống nhau của hai loại da này nhá. Thì cả Clemons và Togo thì đều là da sần. Tuy nhiên khác với Epsom cũng của nhà Hermes là loại da sần mà có các cái vân, các cái hạt được in lên trên bề mặt da. Thì những cái vân của hai cái loại da này là những cái vân tự nhiên của da, qua một cái quá trình xử lý, qua một cái quá trình làm mềm da gọi là tumble process, thì nó làm rõ lên những cái vân tự nhiên này. Chính vì thế nên là mọi người có thể thấy là cái bề mặt của hai cái loại da này thì trông nó rất là tự nhiên, nó không có một cái lớp coating mà kiểu nhiều người thấy là nó hơi nhựa nhựa như kiểu của Epsom ấy. Và những cái vân này thì nó rất là bền theo thời gian, nó không có kiểu bị mòn như là kiểu những cái vân mà bị được in lên như là Epsom hay thậm chí là kiểu Chanel Caviar chẳng hạn. Và ngoài ra ấy, thì vì là cái bề mặt của nó hoàn toàn tự nhiên như thế này nên là theo thời gian ấy, thì mọi người sẽ thấy là những cái món đồ bằng Clemons hay là Togo ấy, thì càng ngày trông nó sẽ càng đẹp, nó sẽ có một cái độ bóng nhẹ nhất định của cái da sau cái quá trình gọi là patina. Đặc điểm chung thứ hai của Clemons và Togo thì đấy là cả hai loại da này thì đều được làm từ da bê, calf skin. Tuy nhiên ý, thì Clemons là làm từ da của một con bê đực, còn Togo thì từ da của một con bê cái. Và chính cái điều khác nhau này ý, nó tạo nên những cái đặc điểm khác nhau mà mình sẽ đề cập đến ở phần sau của video. Điểm giống nhau thứ ba của hai loại da này thì đấy chính là độ bền. Cả hai thì đều là da sần tự nhiên nên là được đánh giá là rất là bền, có khả năng chống chảy xước khá là tốt. Ngoài ra ấy, thì nếu mà chẳng may mọi người có bị bắn nước rất là nhẹ ở trên bề mặt, phát hiện ra sớm và kiểu lau nhanh ấy, thì nó gần như là không để lại vết nước hoặc là một cái gọi là ảnh hưởng gì đến da cả. Tuy nhiên ý, thì cũng như tất cả những cái loại da khác thôi, bất kể là nó có gọi là high end, có tốt đến thế nào chăng nữa, nếu mà mọi người để ngâm nước này hoặc là để ngấm nước quá lâu ấy, thì nó đều có thể để lại vết hoặc là sẽ làm rộp cái bề mặt da và sẽ gây hỏng cái bề mặt túi. Cho nên là mọi người nhất định là phải cẩn thận nhá. Ngoài ra ý, thì hai cái loại da này được đánh giá là khá là dễ để spa, nghĩa là nếu mà chẳng may mọi người có một cái vết xước hay một cái vết chảy gì đấy nó dày, ý là nó hơi sâu ấy, và kiểu như là nó lộ rõ ấy, thì mọi người đều có thể đem đi spa và họ có thể gọi là làm lại cái phần bề mặt đấy khá là dễ dàng. Một cái đặc điểm chung cuối cùng giữa hai loại da này thì đấy là khả năng nhuộm màu của chúng là tương đương nhau. Nghĩa là khi mà mọi người nhuộm hai cái miếng da Clemons và Togo cùng một màu ấy, thì mọi người sẽ thấy là chúng có cái khả năng cho ra một cái màu khá là tương đồng, khác với các cái loại da khác. Ví dụ như Epsom chẳng hạn là một cái loại da mà cái vân dập lên ấy và có một cái lớp coating rất là nhẹ ở phía trên, thì làm cho cái màu của da Epsom nếu mà cùng một màu nhá, ví dụ cùng một màu gold hay cùng một màu chai chẳng hạn của Hermes, thì mình sẽ cố gắng tìm ảnh và chèn ở đây, mọi người sẽ thấy là da Epsom thì thường trông màu nó sẽ rõ hơn, nét hơn, sắc hơn. Còn cái màu của da Togo thì nhìn nó sẽ có cảm giác nó hơi muted hơn, nó hơi nhạt hơn một chút. Và Clemons thì cũng sẽ tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu một vài những điểm khác nhau giữa Clemons và Togo nhé. Thì như mình có nói ở đoạn trước ý, Clemons thì là làm từ da của con bê đực, còn Togo thì từ da của con bê cái. Và chính điều này thì đã tạo nên một vài những cái khác biệt mà khá là rõ ràng giữa hai cái loại da này. Nếu mà mọi người nhìn kỹ, mình sẽ quay một cái đoạn kiểu zoom kỹ và xong rồi mình sẽ để ở phía bên góc bên này nhá. Thì cái vân của Clemons nó
to hơn so với lại cả cái vân da của Togo. Ngoài ra ấy, thì các cái hạt ở trên bề mặt của Clemons nó nông hơn, còn trên bề mặt của Togo các cái hạt này mọi người sẽ thấy là trông nó sâu hơn, nhìn nó rõ hơn. Khi mà sờ lên ý, thì Clemons có một cái cảm giác nó sẽ hơi mướt hơn một chút, còn Togo thì sờ nó sẽ cảm giác nó sần sùi hơn. Ngoài ra ấy, thì da Clemons nó dày hơn và chính vì thế nên là nó có cái độ nặng hơn, còn Togo thì nó mỏng hơn và vì vậy nên là nó cũng nhẹ hơn một chút so với Clemons. Một cái đặc điểm khác nhau nữa về vân của hai cái dòng da này ấy, thì là đối với da Clemons, cái vân của nó rất là đều, các cái hạt này rất là đều này, nó không bị những cái viền, những cái vên ở trên cái bề mặt. Trong khi đấy thì với Togo ấy, nếu mà mọi người nhìn kỹ thì sẽ có thể nhìn thấy những cái vân, những cái đường thẳng. Nó cứ chạy dọc túi như thế này này, cả mặt trước cả mặt sau luôn. Túi này của mình nhìn rất là rõ, và mình được biết là có những chiếc túi thì nhìn nó không rõ bằng hoặc gần như là không thấy. Mình nghĩ là có lẽ còn tùy thuộc vào từng mùa, từng năm, tùy thuộc vào từng cái miếng da mà họ lựa chọn, cũng như là cái màu của chiếc túi nữa. Mình nghĩ là với những túi sẫm hơn ý, thì chắc là nó nhìn sẽ không rõ bằng. Thế nhưng mà với cái túi này của mình là một cái màu khá là nhạt ý, thì các cái vein này nhìn rất là rõ luôn. Mình ý, thì thấy là cả hai cái loại da đều đẹp như nhau với cái việc là có vên hay là không có. Thế nhưng mà đối với rất là nhiều người ý, thì chính những cái đường vân mà cứ chạy dọc túi như này này là một cái điều mà họ không thích ở da Togo, và họ sẽ prefer, họ sẽ thích một cái túi tương tự nhưng mà làm bằng da Clemons, bởi vì là cái bề mặt của nó thì trông nó rất là mướt, rất là đồng đều và nó không bị những cái đường chạy dọc cái thân túi như vậy. Điểm khác biệt tiếp theo giữa hai loại da này thì đấy chính là cái phần nhìn và phần cảm nhận. Như mọi người có thể thấy là đây là chiếc túi mini Evelyn của mình, nghĩa là cái size khá là nhỏ. Mọi người có thể thấy là nó đấy, nó chỉ cao độ cỡ găng tay của mình thôi, rất là nhỏ xinh luôn. Thế nhưng mọi người có thấy là ở đây nó có một cái trông nó như là cái cái bụng ở chỗ này không? Thì lý do là bởi vì da Clemons nó khá là nặng, và cũng vì là bản thân cái cách mà họ tạo nên cái túi này nữa, ở phía trong nó là lớp da lộn, không có bất cứ một cái structure, không có một cứ một cái gọi là chống đỡ gì cả ấy. Thế cho nên là cái túi nó sẽ hơi bị chảy này, nó hơi phồng chảy ra một chút. Mình thấy đây là một cái đặc điểm rất là riêng của cái loại da này, cũng như là cái túi, và mình thấy nó vẫn rất là ok. Mình kiểu hoàn toàn không có bất cứ một cái vấn đề gì về cái điều này cả. Thế nhưng mà chính cái việc là cái da nặng và nó có thể bị chảy như thế này này thì sẽ gọi là khiến cho nhiều người không ưa chuộng lắm cái loại da Clemons này. Và mọi người có thể thấy là một cái túi nhỏ như thế này mà còn tạo một cái độ gọi là độ chảy, độ sệ như thế này, thì nếu mà mọi người có mua chiếc túi bằng da Clemons mà to hơn đi thì chắc chắn là cái độ sệ, cái độ gọi là túi nó sẽ hơi sập xuống theo thời gian ấy, là nhìn rất là rõ luôn. Và nếu mà không bảo quản đúng cách ấy, thì cái túi mọi người sẽ có thể bị chảy và hoàn toàn là mất form luôn. Trong khi đó ấy, thì da Togo, đương nhiên là cái túi này của mình nó mới hơn cái túi Evelyn nữa, nhưng mà nhìn chung ấy, da Togo mọi người có thể nhìn thấy này, nó vẫn hơi có một cái độ phồng nhẹ nhá. Mặc dù là cái túi này nó cũng gọi là cái đường viền ở xung quanh này này, nó không phải là quá là cứng, là kiểu đây không phải là một cái túi quá là structure, bản thân là một chiếc túi Birkin, cái dáng Retourne, mình không biết đọc cái từ thế nào, nó đã là một cái dáng mà gọi là kiểu như là nó casual hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng mà mọi người có thể thấy đấy, nó vẫn có một cái độ gọi là support nhất định ở cái viền ấy. Thì bản thân Togo nó cũng hơi chảy một chút, nhưng mà rất là nhẹ thôi. Và thường ý, thì vì cái da Togo nó mỏng hơn và nhẹ hơn, những chiếc túi làm từ da Togo nếu mà so sánh với một chiếc túi cùng size, cùng kiểu làm từ da Clemons, thì da Togo nó sẽ giữ dáng của túi tốt hơn. Và cái bề mặt da Togo ấy, mình còn nói là cái hạt của nó ấy, nó dày hơn và nó sần sùi hơn. Thế cho nên là cái bề mặt thì cảm giác sờ nó sẽ hơi cứng hơn một chút. Tuy nhiên ý, thì nó vẫn có một cái độ gọi là kiểu bông bông xốp xốp, rất là nhẹ. Nói chung thật sự là đây là một trong những cái loại da mà kiểu mình sờ mình thấy thích nhất từ trước đến giờ luôn. Và cái điểm khác nhau cuối cùng giữa hai loại da này mà mình muốn nói đến trong video này ý, thì đấy là cái finish của nó. Với cái da Clemons, với cái hạt nó to hơn này, rồi nó nông hơn này,
thì mọi người có thể thấy cảm giác cái túi trông nó hơi có một cái độ bóng nhẹ. Đó, nó bắt sáng nhẹ. Còn đối với da Togo ấy, mọi người có thể thấy cái túi bên này của mình trông nó mát hơn không? Trông nó lì hơn, cái màu nó lì hơn. Bởi vì là các cái vân thì nó nhỏ hơn và nó cũng sâu hơn nữa. Cái độ gọi là bắt sáng của nó thì không tốt bằng. Tuy nhiên ý, thì như mình có nói đấy, vì là da tự nhiên nên là theo thời gian ý, thì da nó cũng sẽ gọi là patina, nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Thành ra là kể cả những chiếc túi bằng da Togo ấy thì sau nhiều năm sử dụng mọi người sẽ thấy là nó vẫn có, nó sẽ có một cái độ bóng rất là nhẹ thôi, nhưng mà để so sánh với da Clermont thì nó sẽ không thể bóng bằng. Và da Togo cái cảm giác từ nó sẽ khô hơn một chút so với da Clermont nữa, nên là mình nghĩ nếu mà mọi người có một chiếc túi bằng da Togo ấy thì sẽ nên gọi là kiểu condition cái túi kiểu đều đặn hơn một chút. Và cuối cùng để nói về cảm nhận của mình về da Clermont và Togo thì mình thích cả hai loại da này ngang nhau. Đối với mình quan trọng nhất khi mình chọn mua một chiếc túi thì đấy là nó phải bền, nó phải dễ sử dụng, mình có thể sử dụng một cách thoải mái nhất, tự tin nhất mà không lo là nó sẽ dễ bị cháy xước hoặc là dễ bị phai màu. Rồi mình cũng muốn là những chiếc túi mà mình đã đầu tư như thế này ấy, thì nó sẽ phải bền đẹp theo thời gian nữa. Thì cả hai loại da này đều đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu đó của mình. Ngoài ra thì mình thấy là chính những cái sự khác biệt của hai loại da này làm nên những cái đặc trưng, những cái đặc điểm mà rất là khác cho những chiếc túi. Chính vì thế nên là mình highly highly recommend mọi người tìm hiểu và sử dụng cả hai loại da này nhá. Hy vọng là video này đã giúp ích cho bạn nào mà đang muốn tìm mua một chiếc túi của Hermes. Và hẹn gặp mọi người trong những video lần sau. Bye bye.